Đầu tiên chúng chào cô chú chị nha. Hôm nay chúng mình sẽ chia sẻ cùng chị mình quá trình để mình đổ và mình làm ra một cái khuôn chậu. Thì trên tay chúng cầm là cái chân chậu cái bằng 70. Cái chân chậu cái bằng 70 này thì khách hàng đặt cơ sở nha. Thì chúng sẽ lấy khuôn. Đó, thì chân là hai chân là cái phôi của chị. Mình chọn cái phôi cho nó đẹp để mình đổ, mình lấy khuôn cho khách của chị. Thì đây là hai cái phôi mà chúng đã chuẩn bị sẵn này. Giờ chúng tiến hành chúng đổ, chúng sơn. Mình sơn cái phôi rồi xong mình mới đổ khuôn. Tại vì mình sơn mình vô cái phôi nó láng nó đẹp luôn. Rồi mình đổ khuôn mình lấy ra nó sẽ nét nha. Nên là chúng sẽ sơn trước rồi chúng bắt đầu chúng đổ khuôn và chia sẻ cho cô chú chị mình xem luôn nha. Này chúng sơn cái màu đồng. Sơn cái màu đồng của chú chị nên là chúng sơn cái màu đen nha. Mình sơn như thế này thì cái phôi mình nó láng luôn, nó láng nó đẹp để sau này mình đổ mình lấy ra là nó đẹp luôn quý anh chị. Không sơn thì cũng được nhưng mà nó không có đẹp bằng sơn đâu. Sơn nó sẽ đẹp hơn. Khuôn nó sẽ đẹp hơn quý anh chị. Màu đen này cũng chị cần sơn qua một lớp thôi. Một lớp một là xong rồi đó. Đó cứ sơn một lớp một là xong. Quý anh chị mình có sơn chậu màu đồng mà chỉ cần mình sơn lót màu đen xong mình xài nhũ vàng nha. Nhũ vàng nó sẽ ra cái màu đồng đó, màu giấy đồng. Màu giấy đồng thì nó bờ nó đẹp. Không có bong chóc. Rồi mình chờ cho nó khô đi, sơn xong mình chờ cho nó khô đi. Rồi bắt đầu mình phủ đồng lên. Phơi nắng cho nó khô đi. Rồi cái chân đã khô thì quý anh chị mình sơn cái màu đồng lên nha. Thì mình sử dụng cái lon nhũ vàng nè. Nhũ vàng mình chỉ có chấm cái sơn nhũ vàng mình quét lên thôi. Đó, như vậy mình thấy đó. Chấm cái sơn nhũ vàng mình quét lên là nó ra cái màu đồng rồi. Này thì mình sơn muốn sơn chậu thì mình sơn cái màu đồng như vậy đó. Chỉ cần lót màu đen xong rồi nhũ vàng lại ra màu đồng của anh chị. Bột màu nước sơn này thì ở đây chung xài luôn nên là chung có cung cấp luôn. Thì cô anh chị mình có nhu cầu xài thì ở đây chung ship và đóng gói gửi cho cô anh chị mình luôn. Bột màu nước sơn thì từ đó là chung xài từ đó giờ đó nên là con chị mình đã xem clip rất là nhiều rồi, mình cũng đã thấy chung sơn rồi nên là mình có nhu cầu thì cứ liên hệ cho chung thì chung sẽ hỗ trợ anh chị mình. Cái sơn một màu thì nó đảm bảo chất lượng cho anh chị mình, sơn lên chậu thì nó cái màu sáng đẹp không có bong chóc nha, dễ phối dễ pha, muốn màu nào pha màu đó. Sơn một màu nó rất là lợi luôn anh chị, sơn rất là lợi luôn, ít có hao mình là chi phí mình nó sơn nó giảm nữa. Nên chị nào mới ra nghề còn khó khăn thì cứ liên hệ chung mình chung hỗ trợ cho, hoặc là cần cái gì nhu cầu anh chị mình cần gì cần chung hỗ trợ gì cứ bình luận bên dưới cái phim like này, bên dưới cái video nha, thì chung sẽ hỗ trợ anh chị mình. Rồi mình chỉ cần sơn vậy thôi nè. Sơn vậy thôi là xong rồi đó, cái màu đồng chỉ cần sơn vậy là xong rồi anh chị. Bây giờ chúng vô chung tiến hành mình làm khuôn. Rồi vậy là xong. Đơn giản, cho nó khô xíu đi, phơi nắng cho khô xíu đi. Rồi chúng sẽ hướng dẫn cô chú chị mình làm và lấy cái khuôn chân chậu trái bằng. Thì cô chú chị mình chú ý nha. Thì cái chân cái phôi mà đã sơn rồi của anh chị thì bây giờ của anh chị mình làm dấu nha, tại vì mình lấy khuôn hai mặt mà hai mảnh ghép vô thì mình sẽ lấy cái viết mình làm dấu. Đây của anh chị mình xem chung làm dấu cho nó ngay giữa nha anh chị, ngay giữa để mình lấy khuôn hai mảnh đó, mình chung mình làm dấu này để cho mình dễ nắn đây, mình dễ nắn đất của chú anh chị. Cái này mình có cái mực mực búp xóa màu trắng đó, nó dễ thấy hơn, này nó màu đen thì nó hơi dở với mình đó. Chủ yếu là mình làm cho nó hai mảnh ăn cho nó chuẩn, nó chính xác xíu, chính xác cái mặt giữa để cho nó lấy hai khuôn hai mảnh cho nó đúng. Rồi vậy là xong. Đây của anh chị nè, mình thấy nè. Đó, chúng ta làm dấu nha.
đây mình làm dấu ngay cho nó nằm chính giữa nè. Đó, đang mình nắn đất cho nó nằm ngay khuôn chính giữa để cho nó mình lấy ra cái khuôn hai mảnh nha. Mình chọn cái miếng gạch á, cái miếng gạch con chỉ có cái miếng gạch á. Mình làm cái mặt bằng nha, để mình để cái chân này lên. Còn đất thì mình nắng thì mình xài đất sét. Đất ngoài ruộng mình ra ngoài ruộng mình móc cục đất vô mình làm à. Này thì chung xài đất ngoài ruộng không cô chú chị. Đất ruộng dẻo dẻo là mình làm được rồi, không cần phải mua đất đâu. Trên mạng nó cũng có bán dài nó có bán đất sét cô chú chị mình luôn. Như này mình ở gần ruộng, nếu mình ở gần khu vực có ruộng mình ra mình móc như vài cục đất vô là mình làm được rồi. Cô chị mình nắn nắn cho nó đủ cái thành nha. Thì cái nắn nắn cho đủ cái thành luôn. Đây. Đó, ở ngoài mình ốp vô. Ở ngoài mình ốp vô cô chú anh chị. Rồi cô chị mình đây thấy là mình nắn xung quanh là cho nó cơ bản như vậy nha. Thì bây giờ thì cô anh chị mình dùng cái bay nè, cái bay mình vuốt cô anh chị đây. Mình vuốt là mình lấy cái mặt bằng bên ngoài nha, là vuốt lấy cái mặt bằng bên ngoài xung quanh hết luôn cho nó láng nha, đẹp cái mặt bằng nha. Và mình canh ngay cái mí mực á, mí mực hồi nãy mà cô chú chị mình vẽ mình ngăn ra hai mảnh khuôn đó, thì mình canh ngay cái mí mực đó được rồi. Đó mình vuốt láng vậy nè. Rồi chúng ta chuẩn bị và làm xong nha. Đó, làm xong cái mặt mình vuốt láng. Thì cái này mình chỉ cần làm một mặt duy nhất thôi. Mình nắn nắn sình mình làm một mặt thôi. Thì cũng chị mình không có sình, không có đất sét để nắn là mình có thể dùng giấy thùng á, giấy thùng mình cắt mình gáp cũng được, cắt gáp xung quanh cũng được. Đó. Còn mình có đất sét này kia thì mình nắn nó sẽ dễ hơn nha. Thì đây là cái thôi về chung sẽ tiến hành pha keo để đổ, mình làm vậy xong là mình đổ keo rồi. Đó, chúng mình đổ hai cái chân luôn nha. Và những cái mẫu qua văn chúng ta đổ ngày hôm qua thì hôm nay thì đổ để mình đổ composite để mình tháo ra luôn. Tháo ra luôn để mình mài cho nó láng, hoàn chỉnh cái khuôn để mình giao cho khách. Thì trên đây là những cái khuôn mà khách hàng đã đặt bên cơ sở chung làm. Thì bên cơ sở đó có cung cấp đầy đủ tất cả các mẫu khuôn chậu. Nên là cũng chỉ mình cần cái mẫu nào thì cứ bình luận bên dưới cái video hoặc là liên hệ với chúng sẽ hỗ trợ anh chị mình. Rồi trước khi mình pha keo composite thì mình quét cái chống dính nha. Đây là chống dính, là cái này cái lon quát 8 của chúng chị, quát 8 để chống dính keo composite và keo silicon. Thì mình có cái chất chống dính này mình quét vô thì cái khuôn của chúng chị mình khi mình đổ xong mình sẽ lấy ra rất là dễ dàng nha. Đặc biệt là cái composite mình phải quét chống dính, nếu mà cô chị mình không có xài chống dính thì mình khi mình lấy khuôn ra này nó khó không vậy, lấy khuôn ra rất là khó nha. Nên là mình phải cần chống dính mới được. Nếu không có chống dính nhiều khi mình lấy khuôn rồi nó không ra luôn đó. Nên là khi mình sẽ đổ composite mình phải quét chống dính. Cô anh chị mình nên nhớ là quét chống dính nha. Để mình đổ hoàn thiện cái khuôn mà mình lấy không ra thì coi như là bỏ cái khuôn luôn. Rồi quét chống dính vô cái bề mặt cái chân này, quét những này ở ngoài cái đất mình tấn mình quét luôn. Đó. Ngoài đất mình tấn thì mình quét luôn của anh chị. Quét chống dính đại nhiều vô không sao hết trơn, nhưng mà nó càng quét kỹ thì mình lấy càng dễ đây. Rồi chung hướng dẫn anh chị mình pha keo nha. Đó, pha keo là nó cái công thức nó quan trọng nhất anh chị. Anh chị mình pha cho nó đúng liều lượng chính xác.
chất viết này kia cho nó đúng cái quy cách để mình lấy khuôn ra cho nó khô cứng cho nó đẹp. Đầu tiên của chị mình đổ keo vô, cái này thì một cái can là 1 lít nè, thì chúng đổ khoảng tầm tại vì cái chân đôn này, cái chân với bằng này nó cũng nhỏ nha, nên là chỉ cần mình đổ qua 1 lớp, mình là lấy cái bề mặt cho nó khô, mình lấy cái bề mặt đầu tiên cho nó láng nó đẹp, nên là đổ ít nha. Đây là một cái lon sơn của 1 kg nha, thì chúng đổ khoảng tầm, cái này là khoảng tầm 2 giá canh, 2 giá múc canh mình á, múc canh keo composite. Đây là cái chất xúc tác nè, chất xúc tác để mình chết cái lượng keo composite của anh chị. Thì cũng chị mình lấy cái nắp chai mình lường luôn nha, đây nắp chai mình lường vô, cũng chị mình đổ nửa nắp thôi, rồi vậy là xong, mình đổ nửa nửa nắp là xong nha. Thì cái này thì các bạn cũng chị mình mới biết làm, mới biết pha keo á, ví dụ như mới tập làm thì mình đổ chất viết ít thôi, đổ khoảng tầm nửa nắp như vậy đó. Thì cũng chị mình bỏ bột đá vô, chất viết này mình bỏ nhiều thì nó sẽ mau chết, và mình bỏ ít á thì nó chậm chết, nó sẽ có thời gian mình làm đây, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn của anh chị nào mình khi mình làm khuôn này thì tranh thủ mình làm khuôn cho nó xong nha, mình hãy làm chuyện khác của anh chị, nên là mình làm khuôn thì mình tranh thủ mình làm cho xong, rồi chuyện khác mình có thể là mình làm sao, tại vì khuôn của anh chị mình vừa làm khuôn mà vừa làm chuyện khác thì quay qua quay lại keo nó chết là mình bỏ keo nha, keo chết là bỏ keo chứ không có xài được, nên là anh chị mình tranh thủ mình làm khuôn cho xong đi, rồi mình có làm chuyện khác thì mình làm sao. Và keo này thì nó rất là độc hại, cái keo composite nó dính tay mình, nó dính tay mình sẽ rất là nóng nha, và cái chất viết nè, chất viết này nó cũng dính tay mình, nó bỏng tay mình đó, nên là con chị mình đeo khẩu trang vô và mình đeo bao tay vô, nếu mình cẩn thận mình làm và sợ dây tinh thì mình đeo khẩu trang vô để sợ dây tinh nó sẽ không bay vô cái lỗ mũi mình nha. Sau khi chung đã quậy keo ra nó sẽ ra cái màu trắng sữa như thế này, tại vì chung đã bỏ bột đá vô, còn keo thì nó sẽ cái màu hồng hồng nha, keo này sẽ màu hồng hồng, keo composite là nó màu hồng hồng như thế này. Mình bỏ bột đá vô cho nó tăng cái độ cứng của khuôn. Rồi anh chị mình xem chung đổ khuôn nha anh chị. Thì sau khi mình đã pha keo xong thì mình đổ đây, tranh thủ mình làm liền nha. Cái này thì mình chỉ cần quét qua 1 lớp cho nó khô các anh chị. Quét qua 1 lớp cho nó khô để cho nó chết chết cái khuôn mà nó cái lớp đầu cho nó khô, cho nó cứng thì mình tiếp tục mình chấm keo sau. Tại vì cái lớp đầu tiên này là mình chủ yếu là mình làm cho nó láng cái bề mặt này đi, đừng cho nó, chủ yếu là đừng cho cái khuôn mình nó bọng nha, nên là mình chỉ cần quét quét qua lớp keo mình chờ cho nó khô cái đi rồi mình mới tiếp tục mình làm. Đó, mình quét qua lớp keo mình để đó cũng được cho nó khô, cái mình không cần phải cho chấm sợ liền, chấm sợ liền là hồi cái khuôn mình nó bọng, nó bọng bọng nó xấu cái khuôn, nên là mình chỉ cần quét qua lớp này trước cái. Rồi thì cái khuôn nãy mình đổ qua lớp keo nó khô anh chị nè, nó khô. Bây giờ mình tiếp mình chấm keo với mình vô sợi nha. Keo thì pha những cái bước đầu tiên của anh chị mình cứ pha ít mình xài đây, pha ít mình làm hết thì mình pha tiếp. Bây giờ thì mình vô sợi và vô vô keo luôn nha. Lớp đầu tiên nó khô rồi mình cứ chấm sợi và vô keo anh chị. Đây mình cho sợi vô cái mình lớp sợi lớp keo. Thì khi nào mình thấy cái độ dày của cái khuôn nó phù hợp á, nó phù hợp, nó đủ cái chất lượng thì mình ngưng. Anh chị cứ lớp sợi lớp keo là được rồi. Thì cái này, cái khuôn này nó cũng nhỏ à, mình chắc cũng khoảng tầm qua 4 lớp keo đây. 4 lớp keo là nó dày dữ lắm rồi anh chị. 4 lớp keo lớp sợi là dày dữ lắm rồi đó. Quan trọng là cái bên ngoài, cái miếng bên ngoài để mình còn khoan ốc nha. Miếng ngoài mình đổ qua cho nó dư xíu để mình khoan ốc. Khoan ốc lại là mình siết khuôn lại để mình đổ anh chị. Khuôn hoàn thiện thì mình có lỗ mình khoan ốc để mình siết khuôn lại để mình đổ, đổ gai chân này để mình gắn như cái chậu che bằng. Cái keo composite này thì cái khuôn mình nó sẽ bền lắm. So với silicon thì keo composite thì nếu mà khuôn composite thì nó sẽ bền hơn silicon, tại silicon nó sẽ có tuổi thọ nha. Cái thời gian nào đó thì cái khuôn nó sẽ bị cái khuôn nó sẽ bị dễ rách á, nó oxy quá hoặc là nó lâu quá nó thường thường thì cô chú chị mà cái gỗ mà dỏm dỏm lâu quá nó mục này nó sẽ hư đó. Còn cái silicon cũng vậy, nó sẽ có thời gian nó sẽ bị mục, nó sẽ bị rất là dễ rách khuôn, nên là
khuôn này nếu mà khuôn composite thì nó xài nó sẽ bền hơn silicon, nên là anh chị mình cứ tham khảo nha. Thì cái này đi chung làm thì chia sẻ video của anh chị mình, thì có gì nó sơ sót thì mong muốn anh chị mình cũng góp ý cho chung nha. Có gì sai sót anh chị mình góp ý cho chung bên dưới cái video này, xây dựng cho chung để chung làm cho nó hoàn thiện hơn. Còn pha keo composite này thì nó cũng đơn giản vậy đó, cái chất viết mình bỏ nhiều thì nó sẽ mau chết, còn mình cô anh chị mình mới làm mình cứ pha pha ít ít, pha ít mình xài đây, mình sợ chết keo, mình sợ chết keo này kia thì mình pha ít ít mình làm đây, hết thì mình pha nữa chứ không có gì anh chị. Đó mình cứ chấm nha, cứ lớp keo lớp sợi là mình chấm rất là đơn giản này, cô anh chị mình thấy chung làm rất là đơn giản, không có gì phải khó khăn cả nha. Keo composite này thì chung có cung cấp luôn, keo composite silicon thì chung có cung cấp luôn. Cái silicon này nó bán nguyên thùng là 25 lít. Nó có hai loại, loại sữa với loại trong đó, hai loại keo sữa với keo trong. Thì keo trong thì nó sẽ mắc hơn keo sữa không chị? Keo sữa thế gì nó rẻ hơn nha. Keo trong giá nó sẽ cao hơn xíu. Nếu mà mình muốn chống bột khí thì mình xài keo trong mình đổ lớp trước, nhưng mà silicon mình đổ lớp keo trong trước. Còn keo sữa thì mình đổ những cái lớp sau, mình canh cái độ dày của khuôn đây. Mình không muốn bọng thì mình đổ silicon trong trước. Khi cái này qua khoảng tầm lớp keo, lớp sợi là chung ngưng rồi, khuôn là đủ độ dày rồi. Rồi mình đã đổ xong anh chị, mình chờ nó khô nha. Chờ nó khô cái mình là gỡ cái đất ra. Lật lên mình là gỡ cái mặt dưới lấy đất ra, mình đổ thêm mặt đó là xong. Rồi chúng đã đổ xong một mặt của cái khuôn chân của anh chị. Đây, gỡ ra nó cứng rồi, nó khô nè. Giờ mình chỉ cần gỡ lên thôi. Đó. Không, đất ở đâu dính đâu, đất đâu dính với khuôn đâu. Đất nó không dính với composite nha. Cái này thì mình đâu cần phải tấn đất đâu anh chị. Mình chỉ cần lấy máy nè, lấy máy mình mài cho nó láng cái bề mặt mấy sợi này nè, rồi mình đổ keo qua lớp đó là mình khoan lỗ mình lấy khuôn ra. Ở đây một cái nè, hai cái nè, rất là dễ dàng đây. Giờ nó không có dính đất nữa. Đó, mình gỡ ra thôi. Đây, hai cái khuôn chân này đổ thêm một mặt đó là xong rồi anh chị. Đó, cái phần composite nó ghìa ra đó, mình mài láng này mình đổ cái mặt này nữa cho xong luôn anh chị. Đây anh chị mình mài láng như thế này nè. Bây giờ chung vô chung pha keo chung đổ cho rồi luôn. Rồi anh chị mình tiếp tục mình pha keo nha. Mình đổ hoàn thiện cái chân này luôn anh chị. Mình đổ keo composite vô. Bạn cầm hai muỗng canh keo composite đây, chắc xúc tác nửa nắp đó, mình lường bằng cái nắp này của anh chị, lường cái nắp chai luôn, nửa nắp nha. Rồi mình đổ vô, vậy là xong. Lấy cọ xong bỏ bột đá vô anh chị, bột đá vô cho tăng cái độ cứng của khuôn. Rồi bột đá vô xong mình quậy đều lên. Anh chị mình dùng cái cọ này mình quậy luôn nè. Cọ mình mua cọ làm keo rồi xài cọ dởm nè anh chị. Chung đổ qua một lần nữa lấy cái khuôn này luôn hoàn thiện. Vô ghét chung dính nè, đi chung ghét chung dính. Đây, ghét chung dính lên cái nha. Nè anh chị mình ghét chung dính lên cái cho nó chống dính cái anh chị. Rồi quét chấm dính xong rồi thì mình thả keo lên nha. Quậy cho đều keo lên xíu mình thả keo lên.
Rồi anh chị mình nó khô, cái bề mặt nó khô nè. Đó anh chị mình chấm keo mình làm hoàn thiện cái khuôn luôn anh chị ơi. Này khoảng tầm bốn lớp sợi nha. Mình cứ bốn lớp sợi mình để lên là nó khuôn mình nó dày, đảm bảo thì mình ngưng. Người mình cứ chấm keo là chấm sợi nha anh chị. Có keo là mình vô sợi thôi. Rồi. Đó. Đơn giản vậy thôi nha anh chị. Có keo là vô sợi. Khoảng tầm bốn lớp sợi là mình ngưng. Rồi, khuôn nó chết cứng rồi anh chị, khuôn nó chết cứng rồi anh chị, mình khoan nha, mình khoan lỗ để mình khoan lỗ để sau này cái khuôn mình hoàn thiện thì mình siết lại để mình đổ đổ ở chân chỗ giá bằng anh chị. Thì chúng sẽ khoan cho anh chị mình xem nha. Đây khoan ngay đây một lỗ nè anh chị, đây ngay đây một lỗ nha. Rồi bên đây một lỗ nữa, nói chung là hai lỗ là được rồi nha anh chị. Rồi vậy là xong nha. Giờ chúng sẽ đi mài láng cái khuôn để cho nó đẹp, để chúng sẽ quay một lần nữa để chia sẻ cho anh chị mình xem cái khuôn nó hoàn thiện như thế nào. Rồi khuôn chúng đã mài láng xong của anh chị. Giờ mình gỡ ra nha. Gỡ hai khuôn chân chỗ giá bằng này ra. Này thì mình sọt cái dao vô cái hở á. Cái hở rồi mình lấy ra anh chị ơi. Đó, sau khi mình sọt vô nó hở ra nè. Tại vì nó có chống dính nên là rất là dễ dàng anh chị. Anh chị mình nhớ quét cái chống dính là được. Đó anh chị mình thấy đó. Chống dính là gỡ ra là cái một à. Nè gỡ ra nè. Đó, rất là dễ dàng nha. Anh chị mình thấy cái phôi là còn nguyên luôn nè, cái chân là còn nguyên luôn, chân chậu cái phôi còn nguyên luôn. Có chống dính là rất là ok anh chị mình. Cái nào cũng phạm vô thịt hết. Tươi luôn. Thì chung chia sẻ cô chú chị mình những cái hoa văn và cái khuôn hai khuôn chân chậu giá bằng chúng đã làm hoàn thiện nha. Thì sau khi mình đã cô chú chị mình đã làm xong rồi mình mài láng nha, mài láng mình xử lý lại. Mài láng mình xử lý lại cho nó láng cho nó đẹp nha. Thì mình khoan lỗ xong thì mình mài láng nha. Thì còn cái phần trong là chúng còn xử lý lại chứ không để gì đây của anh chị. Phần trong mình còn chà cho nó cái mặt khuôn chân nó láng lại thì mới hoàn thiện, mới giao cho khách được. Thì những khuôn chân chế bằng chúng đã làm hoàn thiện. Còn đây là những cái bộ hoa văn
mà khách hàng đã đặt chung thì chung cũng đã đổ hoàn thiện luôn. Qua dân thì gì đây thì nó ok, nó hoàn thiện luôn chị. Nó bằng silicon nè, hai lớp keo nè, bên silicon sheet bên ngoài và silicon ở trong. Thì silicon này thì khuôn này đã hoàn thiện rồi, còn khuôn chân chung còn mài láng còn sửa lại cho sơ thì nó mới ok nữa, thì mới giao cho khách. Thì khuôn silicon thì khách hàng mình lưu ý là mình chỉ cần quét dầu ăn nha, quét dầu ăn khuôn mới thì quét dầu ăn một lần duy nhất. Thì mình đổ chừng nào mình thấy nó khó lấy khuôn ra thì mình quét dầu ăn tiếp, chứ không có xài nhớt của anh chị. Thì cũng chị nào mình có đặt khuôn thì vui lòng liên hệ với chung. Thì chung cảm ơn của anh chị rất là nhiều. Thì video chung chia sẻ hướng dẫn của anh chị mình đổ khuôn chậu pha keo composite tới đây là kết thúc. Thì cuối video chung chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong sống nha.